Đảng ủy quân sự huyện Thới Lai tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, huyện Thới Lai giao 210 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100%, phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả tốt, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức Tết quân dân, thực hiện các công trình phần việc trên 20 tỷ đồng. Về phòng chống dịch COVID-19, lực lượng thường trực, dân quân các xã, thị trấn tham gia bảo vệ 6 khu cách ly, 18 chốt kiểm soát dịch, chốt phong tỏa. Lãnh đạo huyện ủy Thới Lai chỉ đạo, Đảng ủy quân sự huyện tham mưu phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.